Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Giáo phận Xuân Lộc, tin vui, 73 thiện nguyện viên lên đường trong đợt 5 phòng chống dịch COVID-19, cùng 72 thiện nguyện viên ở lại trong đợt 5 này là 145 người. Xin bình an của Chúa tuôn đổ trên quý cha, quý thầy, quý sơ cùng các tình nguyện viên của chúng ta, tràn đầy ơn Chúa và hoàn thành tốt đẹp trong chuyến đi này. Sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2021, giáo phận đã có thêm 73 thiện nguyện viên lên đường tham gia phòng chống dịch COVID-19 cho đợt 5. Bên cạnh đó, còn có 72 thiện nguyện viên của các đợt trước vẫn tiếp tục ở lại phục vụ. Như vậy, con số các thiện nguyện viên trong đợt 5 này là 145 người. Cho dẫu những cơn mưa từ đêm qua đến sáng nay làm ngập lụt nhiều tuyến đường, mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, nhưng 73 thiện nguyện viên vẫn có mặt đúng giờ để tham dự nghi thức lên đường. Điều này như tỏa lan một thông điệp thật ý nghĩa. Các thiện nguyện viên Xuân Lộc đã và sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn, trở ngại vì có Chúa đồng hành và vì tình yêu tha nhân họ đang có trong tim mình. Nghi thức lên đường sáng nay tại giáo xứ Thái Hòa có sự hiện diện của cha tổng đại diện Đàm Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách ban huấn giáo, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn, đặc trách giới trẻ, cùng quý thầy trùng sinh, quý cha đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hòa, cũng như ở các giáo xứ có thiện nguyện viên lên đường trong lần này. Về phía xã hội, có ông Nguyễn Đình Kiên, phó ban tôn giáo tỉnh, đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai, bác sĩ Hải và một số nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất cùng hiện diện. Sau khi lắng nghe tin mừng Matthew chương 5 câu 13 đến câu 17, cha tổng đại diện đã chuyển trao những lời chào thăm và chúc lành của Đức Cha giáo phận đến các thiện nguyện viên lên đường trong lần này. Bên cạnh đó, khi giới thiệu những công việc mà thiện nguyện viên sẽ phục vụ tại những nơi được sai đến, cha Đa Minh nói rằng dù những công việc ấy tuy thật bình thường, không mấy ai biết đến, nhưng lại sẽ trở nên phi thường khi các thiện nguyện viên làm với muối mặn của tình yêu để đem yêu thương chia sẻ với những bệnh nhân mình phục vụ. Và hôm nay, các cha, các chủng sinh, tu sĩ, giáo dân, giới trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng là những thiện nguyện viên lần này đang tiếp nối những gì các thiện nguyện viên trước đã làm để cộng tác với xã hội. Những gì mà các thiện nguyện viên đã làm rất tốt trong tinh thần phục vụ. Hiện diện trong tư cách đại diện chính quyền tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Kiên cũng đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha giáo phận, quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân khi đã đóng góp rất lớn cho việc phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai. Ông nói thêm rằng chính quyền tỉnh Đồng Nai đánh giá rất cao về thiện nguyện viên Xuân Lộc khi tham gia công tác này, cũng như chân nhận sự hy sinh rất lớn của các thiện nguyện viên, điều mà nhiều người không dễ làm được. Sau lời kinh hòa bình cất lên trong tâm tình sốt mến của lời cầu nguyện, quý cha đã ban phép lành và tuyên bố các thiện nguyện viên Xuân Lộc đợt 5 chính thức lên đường. Trong lần phục vụ này, ngoài những địa điểm bệnh viện đa khoa, bệnh viện dã chiến, khu cách ly còn có thêm một địa điểm mới mà một số các thiện nguyện viên sẽ được gửi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đồng Nai. Tính đến nay, giáo phận Xuân Lộc đã đóng góp hơn 600 lượt thiện nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Và tất nhiên, hoa trái gặt được không chỉ được nhìn thấy với những gì hữu hình khi nhiều bệnh nhân khỏi bệnh phần xác, nhưng còn đó những bông hạt trĩu vàng về tinh thần thiêng liêng mà các thiện nguyện viên Xuân Lộc
đã gieo đang được gặt trong hoan ca yêu thương.